rồi chăm con, và cảm giác như mình sống trong một cái thế giới nằm gần như có một mình thôi. Dạ đúng rồi. Thì không có thời gian để tâm sự và chia sẻ, quan tâm với bất kỳ ai cả. Dạ. Chính vì đó mà anh nghĩ rằng phụ nữ phải giải phóng chính bản thân của mình, phải tìm lối thoát ngay chính trong suy nghĩ của mình. Dạ. Và hãy mở lòng mình ra với mọi người nhiều hơn nữa. Dạ. Mình cứ nghĩ là ủa sao không ai quan tâm tôi, tại vì mình không chia sẻ lấy gì ai quan tâm. Dạ. Nhưng mà có những điều gì đó mà trước giờ mà cô chưa hài lòng chị mà cô thật sự là không dám nói không cô? Có nhiều chứ. Nhiều lúc á là mình nói về kinh tế thì nội cũng lo, thiếu cái gì thì nội cũng bù đắp, rất là thương dâu. Dạ. Tại vì tôi một trai, con trai tôi thì nói ra hồi lúc đầu á thì cũng hơi chơi, nhưng mà bây giờ thì lo làm ăn, nói ra là bù đắp hết cho ba đứa cháu nội là nhiều. May đó. Có bù đắp kinh tế đó mà đỡ hơn. Nếu một bà mẹ mà không có sự bù đắp kinh tế đó từ mẹ chồng hoặc là chồng á thì lại càng một bức tranh ảm đạm hơn nữa. Hồi nãy mà anh nghe em nói mà em mắm con mà muốn làm điều đó là thấy cảm giác là nó lo. Dạ. Sợ rồi đó. Dạ. Cũng có nhất nhiều lúc cũng chia sẻ với lại con dâu, có nhưng mà có chút đỉnh là những lúc mà con dâu nó hơi vui một chút, cho nên mình cũng phải dằn nén lại, rồi mình cũng phải có chút áp lực không cô? Thật sự áp lực. Không lẽ mình nói câu nào mốt con có bò chồng con đừng đẻ nhiều như vậy nha. Những người mà có gia đình đẻ nhiều đó, người phụ nữ là người khổ nhất, nó khổ. Đúng. Về tinh thần. Dạ. Đấy, mình cứ nghĩ ủa sao ai cũng được đi ra ngoài đời, ai cũng được vui chơi, ai cũng được nhảy múa, ai cũng được đi thăm bạn bè, mà tôi cứ lủi thủi tôi nuôi mấy đứa này hoài vậy. Dạ. Còn bỏ đi thì không. Mẹ chồng chào nàng dâu. Dạ. Dạ. À, xin mời cô giới thiệu về mình. Chào sư Quyền Linh. Dạ. Chào Lê Lộc. Dạ, kính chào cô. Chào quý vị khán giả, tôi là Văn Thị Duyên, nay 63 tuổi, ở quận Tân Bình. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Mình là Kim Huệ, năm nay 38 tuổi. Dạ, chị làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tính tới thời điểm này là 12 năm. À, 12 năm. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên mà cô gặp con dâu này thì như thế nào? Hồi thằng trai á, cái đến bữa đó thì ảnh dẫn về thì mình thấy cũng xinh gái, nhưng mà nói về hiền á, chắc gì biết có hiền hay không. Đó, từ từ đó, thì từ sao từ ở rồi mới biết. Dạ. Nhưng mà ở rồi thì hơi dữ. Nói ra là vậy. Cá tính rồi thì cá tính phải dữ. Không biết chị thì sao nhờ, cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai á, chị có ấn tượng điều gì không? Cũng hồi hộp lắm, cũng rung nữa. Nhưng mà khi gặp má rồi ấy, thì ấn tượng đầu tiên là khuôn mặt của má rất là nhân hậu, cũng vui vẻ, người nói chuyện sợi lợi. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Sau đó về làm dâu, cô thấy rằng cô dâu này á, là có làm đúng với những gì mình suy nghĩ về một nàng dâu không? Nói ra là từ làm dâu á thì về là có bầu liền. Có bầu thì nói ra là ốm nghén thì cũng hơi cáu gắt. Sau này có con rồi á, thật khó chịu hơn. Đó. Mà chồng á thì nhiều lúc á mình cũng hơi buồn chút. Như chăm con, cho bú sữa ngoài không, thì nhiều lúc mình cho bú mà nó hơi ấy một chút á là dâu nó cũng không vừa lòng. Là kiểu là nó chăm theo ý dâu không à. Không theo ý mẹ chồng. Không theo ý mẹ chồng. Mà mẹ chồng mà hỡi mà cho ăn mà nghe đóng cửa lại, mà hỡi mà nghe cái gì mà khóc là đến cửa dồn thôi, lắng lỗ tai nghe. Nhiều lúc nó ăn, bắt ăn nhiều quá mà nó ăn không hết. Cái là bắt ăn chừng nào ăn cho hết thôi. Mình thấy chứ, ôi nó ăn được nhiều cũng ăn chứ mà ép quá. Mình cũng sợ cái bao tử nó ấy. Nhưng mà không. Nhưng mà những lúc đó thì cô có góp ý thẳng với chị không cô? Đầu dòng nôi, nuôi thì theo ý. Nhưng mà lâu lâu cũng phải nhắc nhẹ nhẹ. Cũng có nói. Dạ. Nhưng mà nói vậy thôi chứ mà này cương quyết lắm. Nhưng mà cô thấy dâu mình nó chăm sóc con tốt không? Nói ra là tốt. Nó chăm sóc khỏe là mạnh tốt. Là tốt rồi. Tốt nhưng mà tốt nhiều cái mình thấy ăn nhiều quá mình cũng sợ chứ. Nhưng mà chị ơi, ở nhà hai mẹ con mình có hay trò chuyện hay là tâm sự với nhau không? Hồi mới về làm dâu á. Dạ. Thì hai mẹ con cũng hay ngồi nói chuyện đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà sau đó rồi thì do ở thời gian ở lâu rồi phát sinh những cái mâu thuẫn. Rồi giữa miền Bắc và miền Nam hai không có hòa hợp được. Tự nhiên thành ra là chị thu mình lại. Nhưng mà em cũng đâu có sợ đâu, em cá tính em coi như bà và chồng không dám nói gì luôn mà.
đâu có ngại gì đâu. Không, cái đó thì em không biết, hôm nay lên chương trình em mới biết. Mới biết đúng không? Dạ. Nhưng mà em là em quyết liệt phải chăm sóc con theo ý của mình. Thật ra thì em thì một tay em chăm ba bé từ lúc nhỏ luôn. Giai đoạn đầu thì hơi vất vả, với lại cũng hơi em hơi gò ép các bé theo khuôn khổ. Thì nhưng mà bây giờ các bé lớn rồi là đa số các bé tự lập được. Như đó lúc em mà em phản ứng như cái gì mà mẹ chồng em nói, em có sợ mẹ chồng buồn không? Cũng có, thì thực ra thì cũng có một hai lần. Nhưng mà sau đó thì thời gian thì nó cũng nguôi ngoai đi. Nói chứ em cũng giỏi đó, chăm sóc ba đứa con liên tục. Dạ. Mà cũng hơi bị giỏi đó. Là một mình em thôi. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là em lấy chồng sau đó là em ở nhà 10 năm chỉ làm thiên chức làm mẹ thôi, hy sinh hết. Khi mà con em thì... lớn rồi thì em mới đi. Ngoài cái việc làm dâu của mẹ em rồi còn có chị em dâu, có ai khác nữa không? Có, em sống trong một gia đình tứ đại đồng đường. Có wow. Nghĩa là còn bà cố chồng vẫn còn hiện tại là hơn 90 tuổi. Có chị chồng, cũng có em chồng. Thời gian đầu mới về làm dâu thì cũng có cô chồng. Giữa hai cái danh giới nó khác nhau. Để ở nhà mình thì mình được cưng chiều á. Khi mà về nhà chồng rồi á thì sẽ có nhiều người để ý. Đi đứng nằm ngồi ăn uống thì mình cũng không được thoải mái lắm. Thời gian đó là em bị stress và em bị trầm cảm nhiều. Tại vì cái giai đoạn đầu á thì khi mà em sanh bé đầu á, mà em đứng trên cầu thang mà em chỉ muốn là em nhảy xuống á. Trời ơi. Rồi khi mà bế con trên tay á là chỉ muốn là quăng con xuống thôi. Tại vì nó khóc quá. Thường á là phải ẵm nó nguyên một đêm luôn anh. Có nghĩa là bỏ xuống là nó khóc. À, có nghĩa là mình cho con bú sữa là mình ngồi với nó suốt đến sáng hôm sau. Lúc đó là con ngủ là em mới được ngủ. Sao em không chia sẻ với mẹ chồng? Thực ra thì cũng do em cầu toàn á. Cái đó là, cũng là do em tính thôi. Em dạ. Do em dạ. Đúng là em phải chia sẻ những cái đó với mẹ chồng. Chắc chắn mẹ chồng sẽ chia sẻ với em thôi. Dạ. Đúng không cô? Đúng, nói ra là khó quá. Khó quá đi. Chứ sau này hai đứa, ba đứa rồi thì bà nội đến bà nội với ẩm này, vô lúc cả đêm là cứ cập cho sữa bú miếng. Những cái lúc mà cô ra con gái mình bị trầm cảm, mẹ chồng có biết không? Nó thu mình nó quá rồi mình cũng ngán hỏi. Mình đâu em nói. Nhưng mà vậy thì thời gian dành hết cho con rồi, có thời gian nào chị dành cho mẹ không? Không, tại vì một mình chị xoay sở ba bé, coi như là có những ngày là chị mở mắt ra là lo cơm nước rồi ăn uống. Đúng học vậy. Hành suốt. Thật sự cái đó là cái khổ của người phụ nữ. Dạ. Em bỏ cả một cái thanh xuân của em. Đúng rồi. Không có làm bất cứ việc gì hết. Dạ. Không có giao tiếp với ai hết. Dạ. Để bước vào sinh con rồi chăm con. Và cảm giác như mình sống trong một cái thế giới nằm gần như có một mình thôi. Dạ đúng rồi. Thì không có thời gian để tâm sự và chia sẻ, quan tâm với bất kỳ ai cả. Dạ. Chính vì đó mà anh nghĩ rằng phụ nữ phải giải phóng chính bản thân của mình. Phải tìm lối thoát ngay chính trong suy nghĩ của mình. Dạ. Và hãy mở lòng mình ra với mọi người nhiều hơn nữa. Dạ. Mình cứ nghĩ là ủa sao không ai quan tâm tôi, tại vì mình không chia sẻ lấy gì ai quan tâm. Dạ. Nhưng mà có những điều gì đó mà trước giờ mà cô chưa hài lòng chị mà cô thật sự là không dám nói không cô? Có nhiều chứ. Nhiều lúc đó là mình nói về kinh tế thì nội cũng lo, thiếu cái gì thì nội cũng bù đắp, rất là thương dâu. Dạ. Tại vì tôi một trai, con trai tôi thì nói ra hồi lúc đầu thì cũng hơi chơi, nhưng mà bây giờ thì lo làm ăn, nói ra là bù đắp hết cho ba đứa cháu nội là nhiều. May đó. Có bù đắp kinh tế đó mà đỡ hơn. Nếu một bà mẹ mà không có sự bù đắp kinh tế đó từ mẹ chồng hoặc là chồng thì lại càng một bức tranh ảm đạm hơn nữa. Hồi nãy mà anh nghe em nói mà em ẵm con mà muốn làm điều đó là thấy cảm giác là nó lo. Dạ. Sợ rồi đó. Dạ. Cũng có nhất nhiều lúc cũng chia sẻ với lại con dâu. Có, nhưng mà có chút đỉnh là những lúc mà con dâu nó hơi vui một chút. Cho nên mình cũng phải dằn nén lại, rồi mình cũng phải... Có chứ áp lực không cô? Thật sự áp lực. Không lẽ mình nói câu nào mốt con có bò chồng con đừng đẻ nhiều như vậy nha. Những người mà có gia đình đẻ nhiều đó, người phụ nữ là người khổ nhất. Nó khổ. Đúng. Về tinh thần. Dạ. Đấy. Mình cứ nghĩ ủa sao ai cũng được đi ra ngoài đời, ai cũng được vui chơi, ai cũng được nhảy múa, ai cũng được đi thăm bạn bè, mà tôi cứ lủi thủi tôi nuôi mấy cái này hoài vậy. Dạ. Còn bỏ đi thì không được. Anh nghĩ rằng cái sự hy sinh nó rất là cao cả. Sau này con của em á đọc lại những cái dòng trạng thái những cái đó thì chắc chắn con em sẽ thương mẹ nhiều lắm. Dạ. Anh nghĩ rằng chồng em cũng sẽ hiểu điều đó. Còn bà mẹ chồng đúng là cũng thương con dâu rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng ở đây nếu như mà chồng em á kết nối giữa em với mẹ chồng á thì có sự chia sẻ nhiều hơn. Cô lúc đó là cô vẫn làm dâu của bên cũng làm dâu bà nội ở nhà bà đó. Nội đó. Nay 97 tuổi rồi đó. Giờ vẫn còn khỏe. Đấy, thì ra cô hiểu được cái phần. Đúng. Làm dâu thế nào đúng không cô? Đúng. Chứ hồi cùng nó mình làm dâu hồi xưa.
Không dám không? Không dám. Mẹ chồng nói sao nghe đó. Mà chồng mình thì lại gia trưởng, có hiếu với mẹ lắm. Cho nên là mình thì cái gì mình cũng an phận hết. Từ hồi xưa đến giờ chăm bốn đứa con. Chứ hồi ra, nói ra là có chồng 20 tuổi làm kế toán, đang làm ngon lành cho anh cưới, cho anh bắt về, anh cho đi làm nữa. Chú Linh biết về làm gì không? Cuốc ruộng. Qua câu chuyện Linh nghĩ rằng nhiều người cũng sẽ nhận ra. Dạ. Đừng để áp lực vào người mình quá. Dạ. Hả? Dạ. Hôm nay chồng em có gửi một bức thư, anh cũng là người đọc thư thôi. Mới đọc được chữ. À, xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chào MC Quyền Linh. Chào chú á. Chào Lê Lộc. Dạ. Tôi tên là Anh Tuấn, là con trai của mẹ, là chồng của Huệ. Tôi xin mượn lời bài thơ này để gửi gắm đến mẹ và vợ. Hy vọng khi tham gia chương trình, mẹ và vợ sẽ hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Ngày hôm nay anh vô tình đọc được câu chuyện xưa cô gái hỏi một lời. Giữa mẹ và em, nếu phải chọn một người, vậy anh sẽ vì ai mà rơi lệ? Em biết không, dù cho anh mạnh mẽ, trước cuộc đời sóng gió chẳng chùng chân, sẽ vì em mà cố gắng bội phần, nhưng anh lại thương mẹ hơn em ạ. Lời thật tâm, anh không hề dối trá, bởi anh yêu tha thiết cả hai người. Mẹ và em đều quan trọng trên đời, nên không thể đem ra mà so sánh. Anh nói thật, chưa từng trốn tránh, bởi cả đời anh chỉ một mẹ thôi. Cũng như em, anh chỉ yêu một người. Nên em nhé, đừng bắt anh phải chọn, bởi trên đời chỉ có một mẹ thôi. Anh yêu vợ, xin đừng làm mẹ khóc. Vợ yêu anh, không nên để mẹ buồn. Em hãy cùng chăm sóc mẹ với anh, khi cho đi sẽ nhận lại chân thành. Một mái ấm rộn tiếng cười em ạ. Vợ ơi, hãy mở lòng ra đi, vun đắp một mái ấm luôn rộn rã tiếng cười. Em yêu nhé. Chân thành cảm ơn chương trình. Con chúc mẹ khỏe, yêu mẹ. Một lá thư cũng dí dỏm. Xong lá thư rồi thì em cảm giác như thế nào? Em cũng hơi bất ngờ. Thì ông xã em thì bình thường á, thì cũng ít nói và cũng ít khi nào thể hiện như vậy lắm. Thì không hiểu sao hôm nay lên chương trình thì anh lại kiếm được cái bài thơ mà nó cũng đúng ngay cái lúc tâm trạng. Còn cô? Rất là cảm động. Giữa ba mẹ con ở với nhau mà trong một gia đình đầm ấm, nhưng mà nó phải là vui vẻ với nhau. Dạ. Thì nó mới là hạnh phúc được. Dạ. Đó. Nói ra là bây giờ thì dâu mình đã đi làm rồi. Dạ. Thì cháu nội thì bà nội cũng phụ chăm rồi. Dạ. Bà nội chăm theo ý mình rồi. Nói ra là vậy, theo ý mình. Cháu hư tại bà nhưng mà chưa không có chứng nào hư. Chưa nào hư hết á. Dạ. Nói thật ra là vậy. Mình thấy bà nội chiều nó phải. Thôi nó chứ dạ. Anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ bản lĩnh, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để sinh con, lo cho con. Một người phụ nữ cũng quá bản lĩnh để làm dâu cho đến mẹ chồng 90 mấy tuổi ha. 97 tuổi. Dạ. Rồi một người cũng rất là nhân hậu, cũng yêu thương con dâu. Tóm lại câu chuyện hôm nay kết thúc rất là đẹp. Còn một chút giữa sự kết nối với em với mẹ chồng, nên nói chuyện nhau nhiều hơn nữa. Yeah. Đùa giỡn với nhau nhiều hơn nữa. Yeah. Để cuộc sống này nó đẹp hơn. Yeah. Cảm ơn người mẹ chồng Phúc Hậu rất là nhiều. Cảm ơn con dâu rất là xinh đẹp và cá tính, bản lĩnh. Dạ. Yeah. Ôm chặt nào. Mẹ chồng nàng dâu nếu có những khoảnh khắc này thì chắc chắn sẽ gần nhau hơn và yêu thương nhau nhiều. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Cảm ơn. Cảm ơn chương trình. Một cái kỷ niệm có cái dĩa có hình hai đứa. Cô để đó, bữa nào cô kho cá món quẹt một đổ lên đây. Giữ hình làm kỷ niệm ha. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Con xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn. Cảm ơn chương trình. Linh cảm ơn. Thôi, mọi thứ đã qua rồi, bây giờ chỉ còn niềm vui nụ cười thôi. Dạ. Được rồi. Chúng ta